Nhớ về bootcamp, chắc hẳn không thể quên được những giọt mồ hôi chúng tôi đổ ròng ròng mỗi ngày trên sân tập, cùng với những obstacle. Phải đi bootcamp rồi chúng tôi mới hiểu obstacle không chỉ đơn thuần là việc rèn luyện thể lực, mà sâu sắc hơn, mỗi obstacle lại chứa đựng những bài học có giá trị cho cả cuộc đời. Những bài học được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi mà tôi và các bạn chắc chắn không thể nào quên. Trong thử thách liên quan tới hang on này, các bạn sẽ phải treo mình toàn bộ cơ thể ở trên cái thanh ngang và các bạn sẽ phải chịu toàn bộ trọng lực cơ thể của mình. Nên thầy sẽ nói trước với các bạn, đó là các bạn sẽ cảm thấy những cơn đau, thậm chí các bạn cảm thấy là rã rời và muốn buông tay ra. Nhưng mà càng lúc đó thì thầy muốn các bạn lại càng phải nắm chặt tay mình lại, càng phải giữ chặt người mình lại để cho mình vượt qua được cơn đau đó và vượt qua được cái sức kéo mình xuống đó. Bởi vì các bạn biết không ạ, trong bootcamp có những cái huấn luyện mang đến cho các bạn những cơn đau và những thử thách khó khăn, để sau này khi vào cuộc đời đối diện với những khó khăn, những cái thách thức như vậy, các bạn vẫn có một sức mạnh để các bạn vượt qua. Cho nên ở ngay trạm này, trong 30 phút nữa, các bạn hãy chiến đấu tối đa bằng toàn bộ sức lực của mình. Các bạn hãy chiến thắng cơn đau, chiến thắng nỗi sợ, chiến thắng những cái yếu đuối của mình, để các bạn trở thành một con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Đó là cách các thầy dạy cho chúng tôi về obstacle, và đó là lý do vì sao sau mỗi ngày chúng tôi đều mệt rã rời nhưng đều muốn bước sang ngày mới để chinh phục những obstacle khó hơn, gian nan hơn nữa. Tôi có thể thất bại lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng tinh thần của tôi không từ bỏ và cơ thể của tôi cũng dần thích ứng để vượt qua những giới hạn cũ của mình. Một trong những ví dụ hay nhất của bài học về obstacle chính là thử thách leo tường này. Lúc đầu không ai trong chúng tôi nghĩ rằng mình có thể vượt qua được bức tường sừng sững cao 3m2 thẳng đứng này. Ngay cả ngày đầu khi thầy Khoa dạy kỹ thuật đạp chân bám vào tường, hầu như ai cũng cảm thấy khó. Nhưng khi nắm được kỹ thuật đúng, cộng với một khoảng thời gian rèn luyện và quyết tâm chinh phục, chúng tôi đã có được những thành quả tuyệt vời. Có lẽ sau này trong đời, chúng tôi cũng sẽ có lúc gặp những bức tường tưởng như không thể nào vượt qua được như vậy. Nhưng bài học hôm nay sẽ giúp cho chúng tôi nhớ rằng những bức tường có ở đó không phải để ngăn chặn, mà là để cho chúng ta vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn. Bên cạnh obstacle, một thành phần không thể thiếu nữa của bootcamp chính là những bài học về tháo vát và giá trị của lao động thông qua những buổi học workshop cùng với các thầy. Có thể ngày trước, chúng tôi là một thiếu niên vụng về, lóng ngóng, làm chuyện gì ba mẹ cũng sợ hỏng việc. Nhưng khi đi qua bootcamp, chúng tôi đã khác lắm đấy. Tôi đã biết đóng đinh, vặn vít, cưa đúng cách như thế nào, biết làm sao để giữ an toàn cho mình trong khi làm việc. Và quan trọng nhất, chúng tôi đã học được tinh thần, mình có thể làm được. Vậy nên ba mẹ hãy yên tâm nhé,
từ những lao động cơ bản trong nhà đến những việc tự chăm sóc, tự giữ sức khỏe và đảm bảo an toàn cho bản thân, con đã có thể thực hiện một cách hết sức chuyên nghiệp rồi đấy. Ba mẹ hãy mạnh dạn giao thêm công việc ở nhà cho con nhé. Hãy cho con chia sẻ dần những gánh nặng và vất vả mà ba mẹ đang gồng gánh. Vì đó cũng là cách tốt nhất để đứa con bé bỏng của ba mẹ rèn luyện những kỹ năng sinh tồn trong xã hội hiện đại này và là cách toàn diện nhất để chuẩn bị cho sự thành công của con một ngày không xa. Khánh, thì năm nay mình được vinh dự làm intern cho chương trình Bước Chân Tin 2020. Thì sau 6-7 ngày trải nghiệm làm intern thì mình đã rút ra được nhiều bài học khác nhau, từ việc là phải có trách nhiệm khi làm việc để có thể làm những tấm gương nhỏ cho các em, đến việc phải siêng năng chăm chỉ, dậy sớm và đúng nề nếp kỷ luật, từ đó có thể huấn luyện thêm cho các em thêm nhiều trải nghiệm mới và đồng thời cho em thêm những kiến thức bổ ích để em có thể làm thêm nhiều việc sau này nữa. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thái và mình đang tham gia intern cho chương trình Bootcamp trong vòng 6 ngày cùng các bạn vừa qua. Thì trải nghiệm trong vòng 6 ngày thì mình học được những bài học là mình phải có trách nhiệm, mình trách nhiệm trong công việc, kiên trì và tập trung, và học được những điều hay từ những thầy cô. Trong Bootcamp, những kiến thức, thói quen và thái độ sống tích cực mà các thầy cô dạy chúng tôi là những tài sản quý, nhưng có một tài sản cũng quý giá không kém mà những thành viên Bootcamp team của chúng tôi đã dành tặng cho nhau, đó là những người bạn, những người đồng đội đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui chơi, học tập, cùng nhau vượt qua những thử thách của chương trình. Và dần dần, từ những người xa lạ, chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau như anh chị em trong cùng một gia đình. Không những vậy, các thầy cô còn dạy chúng tôi rất nhiều và rất kỹ về những cách để làm việc nhóm hiệu quả và tạo điều kiện cho chúng tôi được làm việc nhóm, xử lý những mâu thuẫn và các tình huống khó phát sinh trong tập thể bằng nhiều hình thức team building khác nhau rất thú vị. Một trong những điều tuyệt vời nhất của tuổi thơ và thời thanh xuân là chúng tôi có thể cười thật đã, thật vô tư, cười quên trời đất. Và chúng tôi đã có những thời khắc như thế trong lễ hội đập gối của nhà Bootcamp, nào là đánh gối đối kháng, đánh gối trong bóng tối, cuộc đua chiếm đảo và đã nhất là đập gối tự do. Thật hiếm khi nào chúng tôi lại có dịp cùng nhau cười nhiều đến như vậy. Xin cảm ơn đồng đội, cảm ơn thời thanh xuân thật tuyệt vời.
không chỉ học về kiến thức, kỹ năng, rèn luyện hay vui chơi. Một trong những điều làm huấn luyện bootcamp cực kỳ hữu ích với những bạn trẻ chúng tôi là các liệu pháp rèn luyện những thói quen tích cực. Các thầy nhấn mạnh rất kỹ và tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện những thói quen tốt trong giao tiếp, từ đơn giản như chào hỏi, lễ phép, cho đến những kỹ năng cần cho công việc như họp nhóm, truyền đạt thông tin rõ ràng và hiệu quả, và cả việc bình tĩnh, xử lý đúng những cách hiểu lầm, mâu thuẫn để làm cho mình luôn luôn có những mối quan hệ tích cực trong đời. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã được học cách cải thiện một trong những điểm yếu của thế hệ Centennial của chúng tôi theo cách rất quốc cam như thế này. Để học tập tốt hơn, các bạn cần rèn luyện cho mình một sức tập trung tốt hơn. Tập trung trong một thời gian ngày càng dài, tập trung từ cơ thể tới trí não. Những bài tập brain fitness như cup game, clap game, body percussion sẽ là cách rèn luyện vừa vui, thú vị nhưng cực kỳ hiệu quả nếu các bạn duy trì định kỳ và lâu dài. Vậy là sau 7 ngày bootcamp, chúng tôi đã có những cách giải trí tích cực mới, những đam mê mới và là những cách rất trẻ trung để rèn luyện não bộ, khả năng tập trung và năng lực học tập tổng hợp của mình. Và tất nhiên, mọi rèn luyện, mọi trải nghiệm, mọi sự tiến bộ đều cần một thành quả rõ ràng để chứng minh nó. Đối với nhà bootcamp chúng tôi, đó chính là Obstacle Run, một hành trình cực hạn thử thách tất cả mọi thứ, từ thể lực và ý chí của cá nhân, chiến thuật và cách gắn kết làm việc chung của cả nhóm, cho đến thói quen tập trung tối đa để hoàn thành mục tiêu ở mức độ cao nhất. Có thể nói, đó là kỷ niệm đáng tự hào nhất của tôi và các bạn. Hãy cùng sống lại những giây phút đáng tự hào này một lần nữa nhé! Làm việc gì cũng vậy, trước tiên phải cử động thật kỹ, cũng như họ phân chia các thành viên của nhóm vào các thử thách một cách hợp lý và khoa học nhất, để mỗi thành viên đều phải phát huy được sở trường của mình. Tất cả đã sẵn sàng, 3, 2, 1, bắt đầu! Ba mẹ hãy xem sau 5 ngày rèn luyện, chúng con chinh phục tất cả các thử thách một cách chuyên nghiệp như thế nào nhé! Từ sức bật và tốc độ để vượt qua chặng đường dí dắt, bay qua ống moonwalk như những siêu anh hùng, rồi đến chiến đấu bền bỉ với những chiếc bánh xe bằng động tác burpees, những cú bật mạnh mẽ, cho đến sự khéo léo và cẩn thận để vượt qua seesaw và balancing beam. Cao cấp hơn là sự ổn định cơ thể, vừa tận dụng được sức bật trên quad step, rồi leo qua những bức tường cao này cũng cần sự ổn định rất nhiều.
Chặng tiếp theo là thử thách sức bền với chuỗi vận động tổng hợp, mang vật nặng, chạy bộ lên dốc, trường đẩy vật và nhảy qua plyometric. Sau nhiều ngày rèn luyện, có vẻ chiếc bao cát này không còn quá nặng với đồng đội tôi nữa. Đặc biệt nhất của năm nay là những thử thách liên hoàn ở khung AAS, Advanced Adventure Systems, đi thăng bằng Human Pass và Monkey Bar ở độ cao đầy thử thách. Những kỹ năng còn lại chính là sự kết hợp tất cả sức mạnh của toàn thân để leo lên đỉnh cao của bức tường lưới 6m. Và rock climb, chặng về đích của chúng tôi là một trong những obstacle rất khó, yêu cầu sự thành thạo về kỹ thuật và sức mạnh của cá nhân cũng như tinh thần không từ bỏ. Wow, tuyệt vời quá! Càng chinh phục thử thách con càng hưng phấn hơn. Không chỉ vì những nội dung này chúng con đã được luyện tập mỗi ngày, mà quan trọng hơn hết là tinh thần quyết cam, học hết sức, chơi hết mình và không từ bỏ trước bất cứ khó khăn nào. Và ba mẹ biết không, điều làm nhà bút cam tụi con tự hào nhất không phải là những thành tích vừa qua đâu nhé, mà đó là chính là tinh thần bút cam, tinh thần đồng đội mà tụi con có được trong ngày hôm nay. Thật tuyệt vời làm sao khi các nhóm cổ vũ cho đồng đội của mình hết mình và hết sức, chạy theo đồng đội, reo hò ủng hộ, không quên những người chiến thắng trở về như những anh hùng. Những giây phút cuối chương trình, nghĩ về bootcamp, tôi hiểu được rằng một cái tên ngắn gọn như vậy đại diện cho rất nhiều điều. Bootcamp không những chỉ có vận động và lao động, không chỉ rèn luyện sự chủ động, mà còn có những thời khắc rất xúc động, đó là đêm tình cảm gia đình, đêm của lòng biết ơn mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Thiếu đi lòng biết ơn về những gì mình đang tận hưởng đó các bạn sẽ dễ dàng chỉ nhìn vào cái điều tiêu cực đang có ngay trước mắt và có những lựa chọn mà không bao giờ có cơ hội. Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ cứng rắn lắm, mình sẽ không khóc đâu,
nhưng ngồi lắng nghe những lời giảng của thầy, từ câu chuyện thấm vào trái tim, tôi thấy có mình trong đó. Tôi nhớ lại cả những thời khắc thật hạnh phúc, cũng như những lúc nỗi lầm của tôi khiến ba mẹ, người thân của mình phải buồn, thậm chí phải đau khổ. Càng nghe, tôi càng nhận ra lòng biết ơn đang ngủ say trong mình lớn đến chừng nào, và gia đình đang yêu thương mình làm sao. Càng nghe, tôi càng cảm thấy thời gian qua tôi đã sai lầm ra sao, và tôi cùng đồng đội không thể cầm được nước mắt khi đọc được những dòng thư đầy yêu thương của ba mẹ, gia đình gửi cho mình. Chợt nghĩ trong lòng, tôi thật sự còn bao nhiêu thời gian bên những người thân yêu của mình nữa đây? Còn bao nhiêu cơ hội để làm ba mẹ hạnh phúc bằng tình yêu thương, lòng biết ơn và sự hiếu thảo của mình? Tôi phải tận dụng từng cơ hội đó. Tôi phải viết bức thư hồi âm với tất cả tình cảm yêu thương đang được đánh thức trong trái tim mình. Một bài học lớn nữa Bootcamp dành cho tôi và đồng đội. Bản thân là niềm tin, còn gia đình là động lực. Bạn của tôi ơi, 7 ngày đã trôi qua rồi đấy, nhanh như một giấc mơ, đẹp như một cơn mưa thanh xuân đúng không? Tôi sợ sẽ không cầm được nước mắt, vì nhớ lắm cây nắng rát, tràn sân hay những cơn mưa bất chợt của Long Bình Tân. Nhớ những căn phòng không đẹp như ở nhà, nhưng có những người anh chị em lúc nào cũng tíu tít. Nhớ những ngày mệt rã rời, nhưng lời động viên của đồng đội lúc nào cũng bên tai. Nhớ những thầy cô nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng yêu thương chúng tôi. Và nhớ những anh chị điều phối viên tận tình và tận tâm. Nhớ những vòng tròn thân quen. Nhớ bút kem. Mọi thứ có lẽ sẽ nhần nhạt phai trong trí nhớ. Những ngày hè đổ lửa này rồi cũng sẽ đi xa. Mỗi chúng ta sẽ đi tiếp trên những phương hướng khác nhau trong cuộc đời. Nhưng chắc chắn, bút kem và những người đồng đội sẽ luôn nằm một góc ấm áp trong trái tim của tôi. Bạn của tôi ơi, giờ chia tay đã đến. Nhiều người sẽ không cầm được nước mắt, và cả tôi cũng sẽ như vậy. Nhưng dù khó khóc, xin hãy chào nhau bằng những nụ cười và những lời hẹn gặp lại, và hứa với nhau sẽ sống thật xứng đáng với cả đại gia đình chúng ta, gia đình A.G. Wire.